bài giảng ngày thứ tư ngày thứ tư đã trôi qua quý vị còn sáu ngày nữa để tu tập ngày thứ tư quả là một ngày quan trọng có nghĩa là ngày hôm nay quý vị bắt đầu thực sự tu tập thiền vipassana ba ngày trước quý vị chỉ sửa soạn để đi vào lĩnh vực thiền vipassana lãnh vực của panya của trí tuệ 6 ngày còn lại rất là quan trọng. Bởi vì với sự làm việc nghiêm chỉnh và cẩn mẫn, quý vị sẽ vững vàng trong phương pháp thiền này. Phương pháp này có đặc điểm riêng. Hiện nay có rất nhiều phương pháp thiền, nhưng phương pháp này rất khác biệt. Người ta có thể bắt đầu tập thiền bằng cách suy ngẫm về một đề mục nào đó, một phần của kinh điển hay lời nói của những bậc hiền nhân hay thánh nhân quý vị tiếp tục suy ngẫm suy ngẫm quý vị sẽ định được tâm dễ dàng điều này tốt rất có ích hoặc quý vị bắt đầu đọc xa tiếng hoặc niệm trong tâm lập đi lập lại liên tục cùng một danh hiệu cùng một chữ tâm quý vị rồi sẽ được định cách này cũng có ích hay là quý vị bắt đầu hình dung đến một hình ảnh hay hình dáng nào đó của vị thần này hay nữ thần kia hay vị thánh nhân này hay vị thánh nhân kia. Và quý vị tưởng tượng, liên tục tưởng tượng đến hình ảnh hay hình dáng ấy, tâm cũng được định, tốt, cách này cũng có ích. Khi định tâm, quý vị sẽ thấy có sự thay đổi diễn ra trên bề mặt của tâm, với điều kiện là động cơ của sự định tâm không phải là bất thiện. Nhưng sự thay đổi này chỉ xảy ra trên bề mặt của tâm. Với sự nhập định Samadhi rất sâu sự định tâm có thể đi sâu được đôi chút nhưng vẫn chưa tới được chiều sâu của tâm cái mà nền tâm lý học phương tây gọi là tâm ý thức là phần bề mặt của tâm có hiệu quả khi quý vị thực hành thiền bằng cách dùng sự tụng niệm hình dung hay quán tưởng cách thiền này không đưa ta vào được nơi sâu thẳm của tâm nơi tất cả mọi bất tịnh của ta nằm ở đó ở tận gốc rễ những tật xấu này mọc rễ rất sâu trong tâm đây là kho chứa và nó cũng là một mảnh đất rất màu mỡ. Quý vị có thể cắt tỉa một tật xấu đặc biệt nào đó trên phần ngọn cây. Quý vị cũng có thể đốn cả thân cây, nhưng gốc rễ vẫn còn nguyên đó. Và một khi gốc rễ vẫn còn thì cây lại đâm chồi nảy lọc trở lại. Và khi đâm chồi nó sẽ lớn lên và quý vị không thể nào thoát khỏi các tật xấu này. Đây là sự giác ngộ của Thái tử Gautama ngài đã giác ngộ đã thành phật bởi vì ngài hiểu rằng trừ khi ta bứng nhổ tận gốc rễ của các bất tịnh hoàn toàn trừ tuyệt được chúng thì ta không thể giải thoát được ngài đã tìm ra cách loại trừ được chúng ngài đã tu tập theo cách này được giải thoát và rồi với tất cả lòng từ bi yêu thương và thiện trí ngài bắt đầu truyền bá cho chúng sanh chúng ta đây có duyên may được tu tập đúng phương pháp này hôm nay hầu hết quý vị đang bước đi những bước đầu tiên của vipassana hầu hết quý vị lần đầu tiên được nhúng mình xuống dòng sông hằng của tham ma trong tâm dòng sông hằng của thực tại nếu không thì từ khi mở mắt chào đời quý vị đã bắt đầu nhìn ra bên ngoài chỉ thấy bên ngoài bên ngoài toàn là bên ngoài những đối tượng bên ngoài luôn luôn ngự trị trong tâm quý vị quý vị không bao giờ chịu để ý đến những gì đang diễn ra bên trong ngay cả khi quý vị cố gắng hành thiền với đôi mắt nhắm lại quý vị vẫn chỉ thấy những điều bên ngoài mà thôi những điều mà quý vị đã đọc qua những điều quý vị đã nghe qua hay những điều quý vị đã thấy qua quý vị chỉ suy ngẫm về những điều đó mà thôi quý vị không bao giờ cố quan sát thực tại đúng như thật thực tại đúng như thật trong phạm vi cơ thể của mình đang thay đổi liên tục đối tượng của sự chú tâm của quý vị không đứng yên. Thật là hữu ích khi hiểu rằng mọi sự đều thay đổi. Bây giờ quý vị bắt đầu có ý thức về những gì đang xảy ra trong phạm vi cơ thể mình. Điều này, theo ngôn ngữ thời Đức Phật được gọi là Nicham Kayagata Sati. Sati là ý thức. Ý thức của quý vị phải là Nicham, tức là liên tục, và Kayagata tức là trong phạm vi cơ thể. Quý vị bắt đầu học được cách giữ sự chú tâm của mình trong phạm vi cơ thể với thực tại biểu hiện từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác, từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. Sau này, khi sự tu tập đã tiến bộ hơn, khi quý vị đã vững mạnh trong việc thực hành phương pháp, rồi thì trong cuộc sống hàng ngày cũng thế, bất cứ đang làm gì, quý vị cũng không quên chú tâm tới thực tại bên trong. Và quý vị sẽ khám phá ra rằng tâm mình luôn ở trong trạng thái quân bình. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, tâm cũng rất quân bình. Bây giờ, ở giai đoạn thực tập này, quý vị phải học cách ý thức được thực tại trong phạm vi cơ thể, ở mức độ thực nghiệm. Theo ngôn ngữ Ấn Độ thời xưa, ngôn ngữ thời Đức Phật, người ta dùng chữ Vedana. Vedana có nghĩa là trải nghiệm, là một cảm tưởng hay một cảm giác. Quý vị không chỉ suy ngẫm không chỉ tưởng tượng, không chỉ suy luận mà thôi. Quý vị thực sự chứng nghiệm, thực sự cảm nhận được cảm giác. Đó là vedana. Và đó là những gì quý vị đang bắt đầu thực hành, cảm nhận được thực tại từ đầu tới chân, từ chân lên đầu. Hãy đừng quên điều căn bản này, quý vị phải duy trì ý thức về sự cảm nhận này trong phạm vi cơ thể. Quý vị vừa bước những bước đầu tiên có những câu hỏi thông thường về phương pháp hành thiền này do các thiền sinh nêu lên có thể quý vị cũng có những thắc mắc tương tự vậy tốt hơn là chúng ta hãy giải đáp các câu hỏi đó bây giờ câu hỏi đầu tiên thường hay đặt ra là tại sao tôi lại phải di chuyển sự chú tâm của mình từ đầu tới chân vì kể cả lúc sự chú tâm nằm yên một chỗ tôi vẫn cảm nhận được những gì đang xảy ra ở mọi nơi trên người vậy tại sao tôi lại phải di chuyển sự chú tâm đã nói rằng thiền là sự quan sát không chọn lựa quan sát không cần nỗ lực hãy để mọi việc tự nhiên xảy ra tôi đang quan sát nó vậy tại sao tôi phải cố di chuyển sự chú tâm đáp câu hỏi rất hay nhưng hãy hiểu tại sao ta phải di chuyển sự chú tâm đây không phải là để thỏa mãn một truyền thống nào đó việc làm này có mục đích riêng của nó nếu không di chuyển thì khi quý vị có một cảm giác rất mạnh ở một chỗ nào đó tâm quý vị sẽ chú ý vào đó thình lình lại có một cảm giác ở chỗ khác tâm quý vị lại chạy đến chỗ mới cứ như thế tâm quý vị sẽ chạy hết chỗ này đến chỗ kia luôn luôn chú ý đến những cảm giác khó chịu nặng nề chắc đặc và phần lớn những chỗ khác sẽ bị bỏ quên quý vị sẽ không bao giờ cảm nhận được các phần đó quý vị sẽ không quan sát chúng và quý vị sẽ bỏ qua những cảm giác vi tế hơn đang có mặt ở đó tâm quý vị sẽ vẫn ở mức độ rất thô thiển nó chỉ có thể cảm nhận được các cảm giác thô thiển mà thôi quý vị không được luyện tập để cảm nhận các cảm giác vi tế hơn đang có mặt tại những chỗ khác trên cơ thể vào lúc đó bởi vì quý vị luôn luôn làm việc với những cảm giác mạnh bởi thế di chuyển sự chú tâm rất là quan trọng một lý do nữa là khi quý vị tiến triển trên con đường tu tập có nhiều trạm quan trọng và quý vị phải đi qua các trạm này. Một trong các trạm này, một trạm quan trọng là giai đoạn khi quý vị cảm nhận được cảm giác tại khắp mọi nơi trên cơ thể. Trên mỗi phần của cơ thể luôn luôn có cảm giác hiện hữu. Mỗi phần cực nhỏ trên thân cũng luôn luôn có cảm giác. Khi nào còn có sự sống, ở nơi nào có sự sống thì ở đó có cảm giác. Quý vị phải phát triển được sự nhạy cảm của tâm, sự sắc bén của tâm. Nếu thiếu khả năng này, quý vị sẽ không thể cảm nhận cảm giác ở khắp nơi trên thân. Quý vị sẽ bỏ sót các trạm quan trọng này. Vì mục đích đó, quý vị phải di chuyển sự chú tâm. Rồi một câu hỏi khác. Nếu chúng tôi phải di chuyển sự chú tâm, cũng không sao. Chúng tôi di chuyển, nhưng tại sao lại phải theo thứ tự và tại sao phải theo thứ tự đặc biệt này đáp cái thứ tự đặc biệt này không cần thiết nếu thứ tự này không thích hợp với quý vị mà thứ tự khác thích hợp hơn thì ta cứ chọn quý vị có thể theo bất cứ một thứ tự nào nhưng phải giữ đúng thứ tự đó bởi vì trừ khi quý vị di chuyển sự chú tâm theo thứ tự lặp đi lặp lại theo thứ tự đó quý vị sẽ không biết rằng mình có thể đã bỏ sót một vài phần nào đó và như tôi đã nói tôi không muốn quý vị bỏ sót bất kỳ phần nhỏ nào trên thân cả hãy di chuyển sự chú tâm theo một thứ tự nhất định điều này rất quan trọng một câu hỏi thực tiễn khác trong khi tôi di chuyển theo thứ tự và tôi đã đến một phần nào đó thình lình có một cảm giác mạnh mẽ phát sinh trên phần thân mà tôi đã đi qua hoặc một cảm giác phát sinh trên phần thân mà tôi chưa đi tới tôi có nên rời sự quan sát tới chỗ đó không đáp không đừng bao giờ làm thế nếu làm như vậy tâm quý vị sẽ chạy từ cảm giác mạnh này tới cảm giác mạnh nọ từ phần này của cơ thể tới phần kia của cơ thể mà không theo thứ tự nữa rồi quý vị sẽ bỏ sót rất nhiều phần của cơ thể và sẽ bỏ sót những cảm giác vi tế hơn quý vị sẽ không thể huấn luyện tâm mình cảm nhận được những cảm giác rất vi tế mà điều ấy là một phần rất quan trọng của phương pháp này tôi đã thấy có người làm việc với những cảm giác thô thiển Cảm giác thô thiển không theo một thứ tự nào Từ năm này sang năm khác Sau nhiều năm thực tập Họ không đạt đến giai đoạn cảm nhận được đủ loại cảm giác Đặc biệt là những cảm giác vi tế hơn Thực tại vi tế hơn Toàn thể cơ cấu thân xác này được cấu tạo bởi những kalapa Những vi tử cực nhỏ Mỗi vi tử không là gì khác Ngoài những gợn sóng li ti, li ti, toàn thể cấu cấu thân xác này không là gì ngoài những ngợn sóng li ti li ti những rung động rung động rung động không có gì chắc đặc trong thế giới vật chất này tất cả đều chỉ là những ngợn sóng li ti li ti li ti nhà khoa học hiện đại nói thế ngành khoa học hiện đại cũng phát biểu như vậy đức phật cũng nói cùng một điều có sự bùng cháy và rung động toàn thể vũ trụ đều là sự bùng cháy và rung động ngài chứng nghiệm được điều đó và truyền đạt lại cho chúng ta còn các nhà khoa học chỉ hiểu được ở mức độ kiến thức mà thôi nói như thế không phải là chúng ta chống đối khoa học hay các nhà khoa học hiện đại họ đã làm đúng bổn phận để phục vụ nhân loại nhưng nếu quý vị muốn hiểu luật tự nhiên ở mức độ sâu hơn quý vị phải kinh nghiệm trực tiếp được bản chất của luật ấy luật của tự nhiên và quý vị chỉ có thể thực hiện được điều này nếu quý vị cảm nhận được tổng thể những gì đang xảy ra trong phạm vi của cơ thể chỉ làm việc với cảm giác thua thiển và mạnh mẽ quý vị sẽ không hiểu được luật tự nhiên ở mức độ sâu hơn bởi vậy điều rất quan trọng là quý vị phải di chuyển sự chú tâm theo thứ tự quý vị đã tới một chỗ nào đó và vài cảm giác rất mạnh nảy sinh tại phần mà quý vị đã đi qua một phần tâm của quý vị sẽ để ý tới chúng nhưng hãy cứ di chuyển tiếp và trong vòng sau khi đến điểm đó nếu cảm giác còn ở đó hãy quan sát nó nếu cảm giác đã mất rồi thì thôi, hãy tiếp tục di chuyển theo thứ tự. Theo thứ tự. Một câu hỏi thường được nêu lên, khi di chuyển từ đầu xuống chân thì mất khoảng bao lâu? Đáp, không có thời gian cố định nào. Đây là một con đường trung dung. Ở giai đoạn này, quý vị không nên tăng tốc độ quá nhanh là trong một hơi thở đã đi hết từ đầu đến chân. Quý vị sẽ bỏ sót rất nhiều chỗ chân thân, hoặc cũng không nên đi quá chậm từng vùng nhỏ như đầu mũi kim, từng chút từng chút một. Mất mấy giờ mới xong một vòng. Tâm quý vị sẽ trở nên nhàm chán và không thể làm việc được nữa. Thế thì khoảng 10 phút cho một vòng là đủ rồi, hoặc lâu hơn 10 phút cũng không sao cả. Một câu hỏi khác. Mỗi lần quan sát, diện tích vùng chú tâm rộng khoảng bao nhiêu? Đáp. Khi mới bắt đầu thực hành, quý vị tập quan sát từng vùng từ 5 tới 7 phân năm tới 7 phân, năm tới 7 phân là đủ rồi. Nhưng nhiều lúc tâm quý vị trở nên mụ mẫm, có lúc nó rất nhạy bén, nhưng có lúc nó trở nên rất mụ mẫm, đờ đẫn thì quý vị không cảm nhận được gì hết. Lúc đó tâm rất là thô thiển mà cảm giác thì quá vi tế đến nỗi quý vị không thể cảm nhận được nó. Trong trường hợp này, hãy quan sát một vùng lớn, cả cái đầu chẳng hạn, cả khuôn mặt, cả lồng ngực, cả cái bụng và di chuyển quan sát từng vùng lớn nếu quý vị cảm nhận được cảm giác ở nơi nào đó tốt di chuyển tiếp tục di chuyển tiếp tục di chuyển tiếp tục di chuyển từ từ quý vị sẽ thấy rằng mình cảm nhận được cảm giác ở khắp mọi nơi quý vị sẽ đến giai đoạn mà quý vị cảm nhận được cảm giác ở khắp mọi nơi quý vị sẽ có cảm giác tại điều nhỏ nhất quý vị phải làm việc thật kiên nhẫn thật kiên nhẫn một câu hỏi khác hay được đặt ra ta có nên chỉ chú ý tới những cảm giác trên bề mặt hay cả bên trong cơ thể? Đáp Vào giai đoạn này, khi quý vị mới bắt đầu tu tập phương pháp này, tốt hơn hết hãy làm việc với phần trên bề mặt của thân. Trong vòng 10 ngày, phần lớn quý vị sẽ đạt đến giai đoạn mà quý vị có thể thâm nhập và đi sâu hơn vào bên trong. Như đâm xuyên qua, rất sâu, quý vị sẽ cảm nhận được cảm giác ở khắp mọi nơi, bên ngoài, bên trong bên ngoài, bên trong. Nhưng bây giờ thì chưa được. Đầu tiên phải tập cho tâm đủ vững vàng, đủ bén nhạy để cảm nhận được thực tại ở trên bề mặt. Dĩ nhiên, trong vài trường hợp, cảm giác xuyên vào thân xảy ra một cách tự nhiên, một thiền sinh đến và nói rằng đã bắt đầu cảm nhận được cảm giác bên trong. Chẳng có gì sai cả. Nếu điều gì xảy ra một cách tự nhiên, cứ để nó xảy ra. Nhưng vào giai đoạn này, quý vị chỉ nên chú tâm làm việc trên bề mặt của thân mà thôi. Một điểm cần nên hiểu thật rõ là cảm giác này là gì? Nếu không hiểu rõ chữ cảm giác, quý vị có thể đi tìm một cái gì đó và có thể vẫn còn nhầm lẫn. Rất đơn giản. Hãy hiểu điều này cho rõ. Tôi lặp đi lặp lại. Cảm giác là những gì quý vị cảm thấy ở mức độ thân thể. Những gì quý vị cảm thấy trên thân thể là cảm giác. Chẳng hạn quý vị cảm thấy nóng. Nóng là một cảm giác quý vị cảm thấy đổ mồ hôi đổ mồ hôi là một cảm giác quý vị cảm thấy mạch đập mạnh rung động dần dần nặng nề tê cứng bất cứ những gì quý vị cảm thấy ở mức độ thân thể đều là cảm giác nhiều khi gặp khó khăn mặc dù đã được giảng giải nhiều lần người ta vẫn không muốn hiểu cảm giác là gì họ cứ đi tìm một cái gì đó nhiều lần chúng tôi gặp một trường hợp thiền sinh nói tôi chẳng cảm thấy cảm giác nào cả như ngày mai chẳng hạn khi thiền sư phụ tá trắc nghiệm quý vị thiền sư hỏi có thấy cảm giác nào không và một thiền sinh trả lời không không có cảm giác chẳng có cảm giác nào cả và vị ấy lại hỏi thêm quý vị có thể ngồi nguyên một tiếng mà không đổi thế ngồi không ồ không được tôi phải đổi tư thế nhiều lần tại sao vậy vì tôi bị đau nhức dữ dội đau nhức dữ dội mà vẫn cho là không có cảm giác không có cái cảm giác nào mãnh liệt hơn là cảm giác đau vậy mà thiền sinh đó vẫn nói không có cảm giác chỉ vì anh ta tìm kiếm một cái gì đó thật đặc biệt một cảm giác cực kỳ sung sướng hân hoan à tuyệt diệu tôi đi thiền để chứng nghiệm cực lạc cái đau này là cái quái gì tôi tới đây để quan sát cái đau hay sao tôi không đến đây để chịu đau đớn tôi đã có đủ đau khổ trong cuộc đời rồi tại sao tôi phải đến đây để chịu đau hóa ra là quý vị đến đây để tìm kiếm một cái gì đó thật là gay go chuyện này xảy ra ngay cả lúc tập anapana vào ngày thứ hai hoặc thứ ba khi quý vị nghe hỏi có cảm giác tại vùng này không có người trả lời không không có cảm giác nào cả và anh ta đưa tay gãi vùng đó như thế này này vậy anh đang làm gì đó tại tôi chỉ bị ngứa ở chỗ này thôi với người này ngứa không phải là cảm giác anh ta đang tìm kiếm một cái gì đó Đôi khi có người đến hỏi tôi, ô, ngài Wenka, Ca, tôi thấy đau ghê lắm, đẻ ép nặng nề, nóng, đổ mồ hôi, co thắt, tất cả những gì ông đề cập đến, nhưng chẳng có cảm giác nào cả. Không có cảm giác, bởi vì tất cả các điều này không phải là cảm giác đối với anh ta. Anh ta đang tìm kiếm một cái gì đó rất là đặc biệt. Tôi luôn nhớ đến trường hợp của một người bạn tôi, khoảng mấy chục năm trước, khi tôi đi dự khóa thiền đầu tiên thoạt đầu gặp nhiều khó khăn vào ngày thứ hai tôi muốn khăn gói bỏ về ôi môn thiền này không thích hợp với tôi tôi xuất thân từ một cộng đồng của thương gia nơi mà hầu hết mọi người trong đó có tâm bất tránh và xảo quyệt phương pháp này chỉ dành cho những người có tâm tánh đơn giản như các thầy giáo hay giáo sư hay những người tương tự là những người tốt còn tôi không thể tập được và kế đó là việc tôi xuất thân từ một truyền thống và giai cấp khác biệt Tôi suy nghĩ, những người này thực tập cái gì vậy? Thượng đế ở đâu? Chẳng thấy có chỗ nào dành cho thượng đế cả. Thật tội nghiệp thượng đế biến mất rồi. Và linh hồn, cũng không có linh hồn nốt. Họ nói cái gì lại vậy? Thiên kiểu này là kiểu gì vậy? Tôi nghĩ ngợi lung tung. Tôi đang mong chờ một cái gì đặc biệt. Vào ngày thứ hai, tôi đã muốn bỏ đi. Tôi rất mang ơn một người bạn đồng tu. Cô ta thật là tử tế. Cô bảo tôi, Ông dáng ở thêm một ngày nữa đi. Ông đang có những cảm giác ở vùng này rất tốt. Trong ngày đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác ở vùng bên trong mũi. Chỉ quan sát nó thôi. Thiền sư chỉ muốn ông làm chừng đó thôi. Cứ tiếp tục đi. Thế rồi tôi ở lại. Tôi rất là biết ơn cô ấy. Nếu không, tôi đã bỏ lỡ mất một điều tuyệt vời trong đời mình. Và khi khóa thiền chấm dứt, những người đã thực sự hưởng được ít nhiều lợi lạc do sự tu tập đều không thể cầm lòng họ muốn kể cho người khác nghe, ô thật là tuyệt diệu. họ nói với người thân trong gia đình, cho bạn bè của mình, bạn hãy đến mà xem, thật là hay, bạn nên thử đi, tốt vô cùng. tôi đã hưởng được rất nhiều lợi lạc, bạn cũng sẽ được như vậy. một số người đã bắt đầu tham dự những khóa thiền. một trong những người bạn của tôi là một thương gia rất giàu có, một nhà tư bản công nghiệp, một người rất giàu có, vừa là một nhà tư bản công nghiệp vừa là một thương gia chính điều này đã là một bằng chứng hùng hồn cho thấy ông ta là một người rất khốn khổ, rất khốn khổ. Không phải làm thương mại hay công nghiệp là sai, nhưng cung cách làm ăn lòng trong các công việc đó, kiểu chạy đua giành giật chỉ để kiếm tiền, 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 cuồng điên trong việc kiếm tiền thế này thật là khốn khổ. Bởi vì tôi đã từng trải qua kiểu làm ăn này, nên tôi biết nó khổ như thế nào rồi. Và tôi đã thoát được cái khổ đó, cho nên tôi bảo ông ta, bạn cũng nên tập thử xem sao ông ta không chấp nhận ồ oh, anh đi bởi vì anh bị nhức đầu kinh niên tôi có bị nhức đầu kiểu đó đâu tại sao tôi lại phải đi tôi biết ông ta bị bệnh nhức đầu kinh niên nặng hơn tôi vậy mà ông ta không chịu đi tôi mất một năm rưỡi để thuyết phục ông ta cứ thử thử xem sao và rồi ông đến trường thiền ông ta thực tập trong suốt hai ngày ba ngày vào ngày thứ tư mọi người được dạy thiền vipassana và đến ngày thứ năm, vị thầy đi thị sát một vòng. Một trung tâm thiền lý tưởng phải có những phòng riêng cho thiền sinh. Bởi vậy trung tâm thiền này cũng toàn là những phòng riêng. Và thiền sư phải đến từng phòng để hướng dẫn cho thiền sinh. Khi có thiền sinh Ấn Độ không thông thạo tiếng miếng điện, thiền sư phải dẫn tôi theo để thông dịch. Chúng tôi đến căn phòng của bạn tôi ngồi thiền. Thầy tôi gõ cửa, bạn tôi mở cửa ra và câu hỏi đầu tiên chúng tôi hỏi ông ta là có cảm giác gì không? ông ta nói chẳng có cảm giác nào cả không có cảm giác tuy vậy chúng tôi thấy ông ta cởi cả áo ngoài lẫn áo trong cái váy đô thi được cuốn lên ông ta đang toát mồ hôi này anh đổ mồ hôi quá chừng mà đúng tôi đổ rất nhiều mồ hôi căn phòng nhỏ bé này nóng quá ồ anh cảm thấy nóng vậy thì hãy quan sát cái nóng quan sát sự đổ mồ hôi và người bạn nhìn tôi và nhìn thiền sư chằm chọc làm như chúng tôi đùa cợt vậy quan sát cái nóng ư tôi đến đây để quan sát cái nóng quan sát sự đổ mồ hôi sao các thầy nói cái gì vậy và chúng tôi trả lời đây anh hãy nghe kỹ đây là phương pháp anh phải quan sát từ trước tới giờ anh đã phản ứng lại những cảm giác này bây giờ anh phải tập quan sát chúng ông ta vẫn không chịu nghe tôi đã đến đây nếu thầy làm cho tôi chứng kiến được linh hồn hay chứng nghiệm được thượng đế thì còn có lý ngay cả nếu tôi thấy được đức phật thì cũng còn có lý dù sao chúng tôi cũng xem ngài là hiện thân của thượng đế toàn năng nếu không thì chẳng có mục đích gì cả mục đích của sự quan sát cái nóng là để làm gì mỗi ngày chúng tôi đều cố gắng giải thích và mỗi ngày chúng tôi đều hỏi có cảm giác nào không ông ta đều trả lời không có gì đặc biệt cả không có gì đặc biệt cả ông ta đang đi tìm một cái gì đặc biệt tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho ông ta ông đã đến đây với nhiều khó khăn và cả mười ngày ông chỉ toàn đi tìm những gì đặc biệt phải là những gì đặc biệt cơ thế mà chẳng có gì đặc biệt đến với ông ta cả thiên nhiên đã tự biểu lộ bản chất của cơ thể ông ta đã tự biểu lộ sự thật đã tự biểu lộ thăm ma đã tự biểu lộ vậy mà người này vẫn không thấy gì cả không tôi không muốn điều này tôi muốn cái gì đặc biệt thật là đặc biệt cơ sau một năm ông ta thấy có nhiều người đi tu tập và người nào về cũng nở một nụ cười họ hưởng được không lợi lạc này thì lợi ích nọ ông ta cảm thấy rất ân hận ông ta hiểu rằng mình đã bỏ sót cái gì đó do đó ông năn nỉ chúng tôi một cơ hội nữa làm ơn cho tôi một cơ hội nữa đi thiền sư không nhận tôi nữa đâu nhưng bạn làm ơn xin dùng tôi bây giờ nếu bạn bảo tôi quan sát cái nóng tôi sẽ chỉ quan sát cái nóng không làm gì khác nếu bạn bảo tôi quan sát sự đổ mồ hôi, tôi cũng sẽ làm vậy, không để ý tới điều gì khác. Và rồi, ông ta trở lại trung tâm. Ông ta tu tập rất nghiêm chỉnh và tiến bộ rất nhiều trong Vipassana. Bởi vậy, khi nào mà quý vị còn tìm kiếm những gì đặc biệt thì quý vị không thực tập thiền Vipassana được. Thiền Vipassana là yata bhuta, là bất cứ cái gì xảy ra trong giờ phút hiện tại này, thực tại của giây phút này đúng như thật. Đúng như thật, chứ không phải theo như ý quý vị muốn. Nếu quý vị hiểu đúng như vậy, quý vị sẽ ngày càng tiến bộ, ngày càng tiến bộ mà không gặp khó khăn nào. Nhưng nếu quý vị tiếp tục làm ngơ với thực tại đang biểu hiện và chỉ tìm kiếm những gì không có ở đó, thì quý vị không thực hành Vipassana. Vậy hãy ghi nhớ điều này, bất cứ những gì quý vị cảm nhận được trên thân này, trên cái thân bằng da bằng thịt này, bất cứ những gì quý vị cảm nhận được đó là cảm giác dù là dễ chịu hay khó chịu mãnh liệt hay yếu ớt bất kỳ cảm giác thế nào đi nữa quý vị chỉ quan sát chỉ quan sát chỉ quan sát mà thôi quý vị đã làm tròn bổn phận của mình rồi bây giờ hãy phó mặc phần còn lại cho tham ma để phần còn lại cho thiên nhiên quý vị đã làm xong nhiệm vụ kết quả sẽ bắt đầu đến quý vị di chuyển từ đầu xuống chân từ đầu xuống chân có thể quý vị gặp trường hợp là mình không cảm thấy một cảm giác nào một vài chỗ không có cảm giác chỉ riêng đối với quý vị là không có cảm giác đối với quý vị nó là phần mù mờ không có cảm giác thật ra làm gì có phần mù mờ không cảm giác cảm giác có ở khắp mọi nơi nhưng tâm quý vị quá thua thiển và cảm giác tại phần cơ thể đó quá vi tế nên tâm quý vị không đủ khả năng cảm nhận được nó do đó quý vị nói không có cảm giác không có cảm giác cũng không sao đây là thực tại của giây phút này không có cảm giác hãy quan sát vùng đó quan sát một cách bình thản một cách yên lặng một cách chăm chú và bình tâm rất quan trọng là giữ sự bình tâm nếu quý vị không giữ được sự bình tâm thì phương pháp này không giúp gì được cho quý vị ví dụ khi quý vị gặp phải một chỗ mù mờ không có cảm giác nếu quý vị dừng lại ở đó một phút và tâm quý vị bắt đầu ao ước ôi tôi muốn có cảm giác tôi muốn có cảm giác nếu quý vị đã dừng ở đó một phút mà vẫn không có cảm giác và rồi vòng kế tiếp vẫn chưa có cảm giác tôi muốn có cảm giác tôi muốn cảm giác xem kìa năm vòng rồi mà vẫn không có cảm giác mười vòng cũng không có cảm giác quý vị trở nên ham muốn ham muốn ham muốn khi quý vị bắt đầu sanh lòng ham muốn quý vị đánh mất sự quân bình trong tâm và khi mất thăng bằng tâm trở nên rất thô thiển nó không thể cảm nhận được những cảm giác vi tế nữa vì vậy hãy duy trì sự bình tâm cho dù không ham muốn quý vị có thể có sanh tâm ghét bỏ kìa vùng mù mờ này vẫn chưa biến mất một vòng nó vẫn chưa mất đi rồi năm vòng rồi mà nó vẫn chưa biến mất quý vị cảm thấy ghét bỏ ghét bỏ vùng mù mờ đó một lần nữa quý vị lại đánh mất sự thăng bằng của tâm hãy duy trì sự bình tâm chỉ chấp nhận thực tại đúng như nó đang hiện hữu vào khoảnh khắc này tôi không cảm thấy cảm giác nào ở vùng này cả tôi đã làm tròn nhiệm vụ của mình có cảm giác không có cảm giác hãy để tôi xem cái gì sẽ xảy ra nhưng nếu chỗ đó là vùng được áo quần che phủ hãy cố cảm nhận sự đụng chạm của quần áo đây cũng là cảm giác mặc dù là rất nông cạn cũng không sao Hãy cảm nhận sự động chạm của áo quần và tiếp tục di chuyển. Nếu gặp phần không có áo quần che phủ thì cũng có sự xúc chạm của không khí. Sự xúc chạm này cũng rất nông cạn. Tuy nhiên, hãy cảm nhận sự xúc chạm của không khí và di chuyển tiếp. Cứ tiếp tục thực hành như thế một cách kiên nhẫn, rất kiên nhẫn. Chẳng bao lâu quý vị sẽ đến giai đoạn mà quý vị cảm nhận được cảm giác ở khắp mọi nơi. Có hai khía cạnh của phương pháp này. Một khía cạnh là để phát triển sự bén nhạy của tâm, khả năng để cảm nhận mọi loại cảm giác ở khắp mọi nơi. Khía cạnh thứ hai là để tập quan sát một cách khách quan, khách quan, cố đừng phản ứng. Quý vị thực tập phương pháp này là để chuyển hóa khuôn mẫu thói quen của tâm ở mức độ sâu thẳm nhất. Phần sâu nhất của tâm được gọi là tâm vô thức, thật ra nó không phải là vô thức đâu. Mỗi khoảnh khắc, dù ngày hay đêm, nó đều cảm thấy nó đều cảm nghiệm được các cảm giác trên cơ thể nó luôn luôn cảm thấy mọi loại cảm giác xuất hiện từ giây phút này đến giây phút khác và nó tiếp tục phản ứng lại chúng nếu cảm giác là dễ chịu nó sẽ phản ứng bằng sự ham muốn bám víu nếu cảm giác là khó chịu nó sẽ phản ứng bằng ghét bỏ giận dữ đây là khuôn mẫu thói quen tại chiều sâu trong vô thức của tâm luôn luôn ham muốn ghét bỏ ham muốn ghét bỏ ham muốn ghét bỏ để thay đổi khuôn mẫu các thói quen đó quý vị phải đi sâu đến chỗ khuôn mẫu thói quen đó phát xuất có nghĩa là ở chỗ sâu thẳm nhất của tâm nơi quý vị cảm thấy các cảm giác quý vị không ham muốn cũng không ghét bỏ chỉ quan sát mà thôi và quý vị hiểu rằng coi kìa nó đang thay đổi nó đang thay đổi nó đang thay đổi khi quý vị tiếp tục quan sát tiếp tục quan sát mãi thực trạng của thiên nhiên sẽ trở nên càng lúc càng rõ ràng hơn luật tự nhiên sẽ bắt đầu tự biểu lộ. Luật tự nhiên này có ở mọi nơi, bên ngoài cũng như bên trong. Toàn thể vũ trụ này bị chi phối bởi cùng một định luật đó. Dù là loài có chi giác hay vô chi vô giác, quý vị có thể cố tự tìm hiểu luật tự nhiên này trên lãnh vực kiến thức. Khi quý vị thấy việc gì đó xảy ra bên ngoài nhưng không thể chứng nghiệm được nó, quý vị có thể chứng nghiệm luật tự nhiên này chỉ khi nào quý vị cảm thấy những gì trong phạm vi của cơ thể. Rồi quý vị chứng nghiệm được luật này và rồi luật này sẽ trở nên hết sức rõ ràng, không còn lẫn lộn, không còn nghi ngờ nào cả. Đây là điều Đức Phật Gautama đã làm, mặc dù Ngài là dòng dõi hoàng tộc, một hoàng tử, mà kỳ lạ thay là Ngài không sinh ra trong hoàng cung. Ngài ra đời dưới một gốc cây, ngoài thiên nhiên dưới bầu trời bao la. Khi ngài được năm hay sáu tuổi, ngài tình cờ ngồi dưới gốc cây và hành thiền, quan sát hơi thở, quan sát hơi thở, và rồi nhập định Samadhi, hương vị đầu tiên của thiền, rất sâu, nhập định Samadhi rất sâu, dưới gốc cây, ngoài thiên nhiên. Vào lúc ngài 35 tuổi, ngài rời hoàng cung, một lần nữa, dưới gốc cây và ngài được giác ngộ hoàn toàn. Rồi vì lòng từ bi, Ngài đã bắt đầu ban phát phương pháp tuyệt diệu này cho chúng sinh và bắt đầu chuyển bánh xe thăm mà. Lần giảng pháp đầu tiên, một lần nữa, Ngài cũng ngồi dưới gốc cây, ngoài thiên nhiên, dưới bầu trời bao la. Và khi già 80 tuổi, Ngài tịch diệt cũng dưới một gốc cây, ngoài thiên nhiên dưới bầu trời bao la. Tất cả những biến cố quan trọng trong đời Đức Phật đều xảy ra dưới một gốc cây ngoài thiên nhiên dưới bầu trời bao la ngài đã nghiên cứu về thiên nhiên thật thấu đáo nhưng không phải nghiên cứu thiên nhiên bên ngoài một cách thông suốt đã biến ngài thành một bậc giác ngộ sự nghiên cứu về thiên nhiên ở bên trong ở mức độ thực nghiệm đã giúp ngài thành phật và đây là những gì ngài đã giảng dạy quý vị phải luôn luôn ý thức về thực tại trong phạm vi cơ thể đây là vipassana bằng cách thực tập vipassana toàn thể luật tự nhiên trở nên hết sức rõ ràng hết sức rõ ràng ở mức độ thực nghiệm có một điều trở nên rất rõ rệt cho thiền sinh vipassana là sự thay đổi luôn thay đổi cứ mỗi khoảnh khắc không thay đổi này thì cũng thay đổi khác xảy ra trong phạm vi cơ thể quý vị đang chứng nghiệm nó ở bên ngoài cũng cùng một luật đó đổi thay đổi thay liên tục đổi thay liên tục đổi thay như thế mọi vật đều ở trong một cái nồi nung mọi vật để ở trong nồi nung đang tan cháy không có thứ gì từng được thoát ra để trở thành sản phẩm cuối cùng không còn thay đổi nữa mọi sinh vật có chi giác cũng như vật vũ trí vô giác tất cả đều ở trong cái nồi nung luôn luôn thay đổi thay đổi và thay đổi tất cả đều chuyển động thành dòng tất cả đều ở trong một dòng chảy sự thật này được chứng nghiệm trong phạm vi thân thể. Một thực tế nữa, bất kỳ việc gì xảy ra đều không phải do ngẫu nhiên. Mọi sự xảy ra đều do nguyên nhân này hay nguyên nhân kia, một nguyên nhân hay nhiều nguyên nhân tạo ra kết quả. Nhân quả, nhân quả, và rồi quả lại trở thành nhân của một cái gì khác. Quả nhân, nhân quả, quả nhân. Đó là điều làm toàn thể vũ trụ tiếp tục xoay vần, trôi chảy nhân quả quả nhân nhân quả điều này trở nên rất rõ ràng ở lãnh vực thực nghiệm một thực tế nữa cũng sẽ trở nên rất rõ ràng nguyên nhân ra sao thì kết quả như vậy nguyên nhân sao thì kết quả như vậy nhân nào quả đó trong thế giới cỏ cây bên ngoài chúng ta đều thấy như vậy bên trong cũng thế ta bắt đầu chứng nghiệm cùng một định luật ở thế giới bên ngoài tôi trồng hai hạt giống một giống là cây mía ngọt, giống kia là một cây nin, một loại cây rất đắng ở vùng nhiệt đới. Cả hai đều được vun bón cùng một chất dinh dưỡng, cùng một loại đất, cùng một loại nước, cùng loại không khí và cùng ánh mặt trời. Hai hạt bắt đầu nảy mầm và phát triển. Điều gì đã xảy ra? Điều gì đã xảy ra cho cây mía? Mọi thứ của cây mía thì rất ngọt, ngọt lịm, và còn cây nin thì mọi thứ đều đắng, đắng ngắt. Tại sao Thiên Nhiên lại tử tế với cây này mà tàn nhẫn với cây kia như vậy? Hoặc quý vị có thể nói, Thượng Đế toàn năng, tại sao ngài quá tử tế với một cây mà quá tàn nhẫn với cây kia vậy? Không ai tử tế hoặc tàn nhẫn cả, không phải thế. Đây chỉ là quy luật bất biến của thiên nhiên. Thiên nhiên chỉ cung cấp chất dinh dưỡng và giúp các hạt giống biểu lộ các phần chất của nó. Đặc tính của cây mía là ngọt, ngọt lịm. Cây mía tự phân phối chất ngọt đến từng thớ mía. Đặc tính của cây nêm là đắng, chất đắng hiển lộ nơi từng thở của cây. Đây là luật tự nhiên, luật của thiên nhiên. Cây nêm mọc thật cao, tôi đi đến đó cung kính ba lần, đi vòng quanh nó 108 vòng, rồi dâng hoa, hương đèn và kẹo bánh, vân vân. Và rồi rơm rớm nước mắt, tôi bắt đầu cầu xin. Ôi thần cây nêm, xin làm ơn cho tôi mấy trái xoài ngọt. Tôi muốn có xoài ngọt. Tôi muốn có xoài ngọt làm ơn cho tôi xin xoài ngọt quý vị cứ tiếp tục than khóc cả năm cả đời cũng chẳng có gì xảy ra quý vị chỉ có được toàn cháy niêm đắng quý vị không thể nào có được xoài ngọt nếu quý vị thật sự muốn xoài ngọt thì khi gieo hạt giống quý vị phải hết sức cẩn thận nếu quý vị trồng giống xoài ngọt quý vị chỉ thu hoạch được xoài ngọt sự rắc rối của chúng ta là khi gieo hạt giống chúng ta đã quá bất cẩn quá vô ý thức quá cầu thả nên ta chỉ gieo toàn hạt đắng toàn giống đắng khi tới lúc thu hoạch lúc ấy ta lại mong cầu à tôi chỉ muốn quả ngọt toàn quả ngọt thôi không thể được tôi mong muốn mọi sự đến với tôi đều tốt đẹp mặc dù tôi đã gieo trồng các hạt giống đắng nhưng tôi sẽ hái được quả ngọt toàn quả ngọt một vài quyền lực vô hình sẽ giúp đỡ tôi thượng đế toàn năng sẽ giúp tôi tại sao thượng đế toàn năng lại giúp quý vị mà không giúp đỡ người khác bởi quý vị cầu nguyện ông ta, quý vị bợ đỡ ông ấy và ông ấy rất vui vì được bợ đỡ nên thượng đế sẽ giúp quý vị mà không giúp người khác. ý nghĩ đó thật là điên rồ. ta càng xa lìa sự điên rồ này sớm bao nhiêu, càng bắt đầu đi theo con đường của luật tự nhiên sớm bao nhiêu. đó là bất kỳ tôi đã gieo trồng loại giống nào thì chắc chắn sẽ gặt hái quả thuộc loại đó. bởi vậy tôi phải hết sức cẩn thận khi gieo hạt. thì ta sẽ gặp con đường giải thoát sớm bấy nhiêu. nếu không ta sẽ tiếp tục ngộp lặn ngụp lặn trong vô minh khi tự lừa dối mình phỉnh gạt mình và tiếp tục ngụp lặn trong đau khổ ta không thể thoát khỏi đau khổ luật tự nhiên là luật tự nhiên nó bao trùm vũ trụ nó được áp dụng cho mọi người nhân như thế nào thì quả sẽ thế ấy hành động của quý vị thế nào thì hậu quả sẽ như thế ấy loại hành động nào thì gặp loại hậu quả như thế vào thời đức phật còn tại thế có chuyện xảy ra như sau ngày nọ có một anh chàng thanh niên đến khóc lóc với đức phật này con chuyện gì xảy ra vậy anh ta tiếp tục khóc chuyện gì vậy thưa ngài hôm qua cha con đã mất à nếu ông ấy mất thì đã mất rồi con có khóc ông ấy cũng không sống lại được khóc lóc cũng vô ích tại sao lại khóc ồ thưa ngài con đến đây để thành cầu ngài một đặc ân đặc ân gì xin ngài vui lòng giúp cho cha con người cha quá cố của con ta có thể làm được gì cho người đã chết? Ngài có thể làm nhiều điều lắm. Ngài rất nhiều quyền năng. Ngài là một vĩ nhân. Hãy xem những thầy tu bình thường còn cử hành được các nghi thức, nghi lễ. Khi làm như vậy, họ có thể giúp người khác có giấy nhập cảnh để vào thiên đàng. Còn Ngài, nếu chính Ngài làm lễ hoặc cúng tế cho cha con, thì cha con chẳng những sẽ được giấy nhập cảnh, mà còn được ở đó vĩnh viễn nữa. Cha con sẽ được thẻ xanh để vào thiên đàng thưa ngài xin ngài giúp cho cha con anh này điên rồ thật đức phật biết có nói gì cũng không xong lúc này người thanh niên đã quá xúc động ngài liền dùng cách riêng của ngài để cắt nghĩa cho anh ta ngài nói được rồi hãy đi đi ra chợ mua hai cái nồi bằng đất về đây anh ta rất sung sướng nghĩ rằng đức phật sẽ làm lễ và cúng tế cho cha mình rồi anh đi mua hai cái nồi đất đổ đầy bơ vào một nồi chúng tôi gọi là ghi còn nồi kia thì đổ đá và sỏi xong rồi đậy nắp hai nồi đó lại bịt kiến miệng xong rồi bây giờ đem hai cái nồi bỏ vào cái ao ở gần đây anh ta làm y như vậy và với sức nặng cả hai nồi đều chìm xuống đáy hãy lấy một cái gậy to và cứng đập vào cả hai nồi đập cho bể ra chàng thanh niên đập cho hai cái nồi bể ra anh ta rất sung sướng đức phật đang cử hành nghi lễ kỳ diệu cho cha mình Ấn Độ là một xứ sở rất rộng lớn và rất cổ xưa, một xứ với nhiều sự đa dạng và rất cực đoan. Ở xứ sở này, quý vị thấy có những người đã đạt đến giai đoạn giác ngộ hoàn toàn như Đức Phật. Và quý vị cũng thấy những hạng người thật là vô minh, chìm đắm trong các đích tin mù quáng, các tín ngưỡng, các giao điều mù quáng, vân vân. Hiện nay họ vẫn tin rằng khi cha hoặc mẹ chết đi, người con trai mang xác người chết đặt lên sàn và thiêu đi. Khi cái xác cháy một nửa, người con sẽ dùng một cái gậy to và đập vào cái sọ cho vỡ ra họ tin rằng lúc cái sọ bị vỡ thì ở bên kia thế giới cửa vào thiên đàng cũng được mở ra và người chết sẽ có lối để vào thiên đàng bây giờ cha mình đã chết và được thiêu từ hôm qua để tượng trưng đức phật giúp mình đập cái nồi đất này khi anh thanh niên làm đúng như vậy từ cái nồi đựng bơ bơ trào ra ngoài và nổi lên trên mặt nước còn cái nồi đựng sỏi đá thì vẫn nằm dưới đai ao bây giờ đức phật nói ta chỉ làm chừng đó thôi bây giờ con gọi tất cả các thầy tu của con bà họ đến đây mà cầu nguyện ôi sỏi đá hãy nổi lên nổi lên mặt nước nổi lên mặt nước ôi bơ hãy chìm xuống chìm xuống chìm xuống để ta xem chuyện gì sẽ xảy ra bạch thế tôn chắc ngài nói đùa làm sao có thể được không được thưa ngài chuyện này trái với luật tự nhiên sỏi đá thì nặng hơn nước tất nhiên nó phải chìm xuống đáy nó không nổi lên được thưa ngài và bơ thì nhẹ hơn nó sẽ nổi lên nó không thể chìm được này con ơi con biết rất nhiều về luật tự nhiên vậy mà con không chịu hiểu rằng luật tự nhiên này được áp dụng cho mọi người nếu cha con đã làm những hành động nặng nề như sỏi đá tất nhiên ông ta bắt buộc phải chìm xuống ai có thể nâng ông lên được nếu cha con đã làm những hành động nhẹ như bơ thì ông ta chắc hẳn phải nổi lên ai có thể kéo chân cha con xuống được Chúng ta không chịu tìm hiểu những khó khăn của mình. Chúng ta chỉ muốn ỷ lại vào người khác. Một sức mạnh vô hình nào đó sẽ giúp tôi, một thần lực nào đó sẽ làm cái gì đó cho tôi. Chúng ta vẫn chẳng làm gì hết để tự sửa đổi những khuôn mẫu thói quen, những hành động của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn tiếp tục lăn lộn trong đau khổ, hết đau khổ này đến đau khổ khác, hết đau khổ này đến đau khổ khác. Hiểu luật tự nhiên càng sớm và bắt đầu sống thuận theo luật tự nhiên này càng sớm, ta càng sớm hết vô minh, sớm thoát khỏi đau khổ và bắt đầu hưởng được một cuộc sống tốt lành. Một khi ta đồng ý rằng tôi phải cẩn thận về các hành động của tôi thì sẽ có câu hỏi, hành động nào? Hành động nào sẽ gây ra hậu quả? Có ba loại hành động: hành động của thân, hành động của khẩu và hành động của ý. Một sự hiểu biết chung chung thông thường cho rằng hành động của thân rất quan trọng hành động của khẩu ít quan trọng hơn và hành động của ý thì chẳng có gì quan trọng cả. Điều đó rất là thiền cận. Nhưng khi một người đã bắt đầu quan sát sự thật bên trong, như người này đã làm và trở thành giác ngộ, thì rõ ràng là hành động của ý quan trọng nhất, không phải của khẩu, cũng chẳng phải của thân. Hành động của khẩu và thân đều gây ra ảnh hưởng, nhưng quan trọng nhất là hành động của tâm, của ý. Mọi việc đều phát sinh từ tâm, rồi chúng gia tăng cường độ gia tăng cường độ và rồi hành động của tâm trở thành lời nói khi lời nói gia tăng cường độ gia tăng cường độ nó trở thành hành động của thân hành động của khẩu và thân không là gì ngoài sự biểu hiện của tâm ý chúng chỉ là một cái thước đo cường độ của tâm ý mà thôi bởi vậy tâm ý là quan trọng nhất một ví dụ tôi gặp một người mà tôi đã có xích mích khi vừa thấy anh ta tâm tôi bắt đầu hoạt động đầy sự giận dữ giận dữ một ý tưởng xấu trong đầu nảy sinh nó trở thành mạnh hơn mạnh hơn mạnh hơn và tự nó biểu lộ bằng lời nói tôi mắng chửi anh ta tôi sỉ nhục anh ta kết quả là những lời nói bất thiện rồi gia tăng cường độ gia tăng cường độ gia tăng cường độ hơn nữa và cứ như thế nó nảy nở thành hành động của thân tôi tát tai anh ta nếu tôi có súng tôi sẽ bắn chết anh ta nữa thật là một hành động bất thiện vậy những hành động bất thiện của khẩu và thân là gì chúng chỉ là hành động của tâm chỉ là thước đo cường độ của một tâm bất thiện. Cũng như những hành động bất thiện, hành động thiện cũng giống như thế. Tôi gặp người nào bị bất hạnh, khổ sở, tâm tôi bắt đầu làm việc, thương xót, thương xót. Khi sự xót thương trở thành nhiều hơn, tâm thiện này biểu lộ bằng hành động của khẩu. Tôi nói vài lời, những lời nói tử tế, những lời trừ mến, những lời thương xót. Và rồi cái hành vi tốt lành của khẩu gia tăng cường độ tăng hơn nữa và nó biến thành hành động của thân. Và rồi tôi thực sự giúp đỡ người đó, tôi cho anh ta vài thứ, một hành động thiện bằng việc làm. Dù thiện hay bất thiện, tất cả hành vi của khẩu và của thân đều là những biểu hiện của hành động của tâm. Đây là sự chứng nghiệm của bậc giác ngộ. Đây là sự giác ngộ của bậc giác ngộ. Tâm quan trọng nhất. Mọi sự đều bắt đầu trong tâm. Mọi sự đều do tâm tạo ra. Tâm đi trước mọi hành vi. Ngài diễn tả sự chứng nghiệm của chính mình khi Ngài nói Mano Pupangama Thamma Mano Seta Mano Maya Mano Tâm đi trước mọi thứ khác Mano Seta Bởi vậy tâm là quan trọng nhất Có ảnh hưởng nhiều nhất Mano Maya Bất cứ điều gì quý vị trải qua trong đời đều không gì ngoài sản phẩm của chính tâm quý vị. Manomaya, Manomaya. Nếu dựa trên nền tảng một tâm bất thiện, một tâm bất tịnh, một tâm xấu, quý vị có hành động bằng việc làm hay lời nói, thì tato nang dukha man veti chakang vai padang. Đau khổ sẽ theo sát quý vị, theo sát quý vị như bánh xe đã bị gắn chặt vào xe do ngựa kéo, luôn theo sau con ngựa. Bất kỳ xe chạy đi đâu, con ngựa chạy đi đâu, bánh xe luôn theo sau, luôn theo sau. Vì căn bản đã sai, thì đau khổ vẫn cứ mãi theo sau quý vị, tương tự như vậy <laughs> nếu với nền tảng của một tâm thanh tịnh một tâm thánh thiện quý vị có hành động bằng lời nói hay việc làm thì <laughs> Tất cả hạnh phúc sẽ theo sát quý vị như bóng với hình. Bất kỳ quý vị đi đâu, bóng cũng đi theo đó. Bất kỳ quý vị ở đâu, bóng cũng ở ngay đó. Đây là luật tự nhiên. Nền tảng của tâm là quan trọng nhất. Đó là nơi mà từ đó hành động của quý vị được hình thành đầu tiên. Tại mức độ tâm ý, rồi đến mức độ của lời nói và sau cùng là mức độ của việc làm kết quả mà quý vị nhận lãnh, quả mà quý vị gặt hái là kết quả của hành động của tâm, của dụng ý chứ không phải là vì hành động của khẩu mà cũng không phải vì hành động của thân. Một ví dụ, tôi thấy một người mà tôi đã từng đụng chạm với họ. Tôi nổi giận, rồi tôi quát to, rồi tôi xỉ vả, tôi nhục mạ, đồ con chó, đồ con heo, vân vân. Tôi không biết ở xứ sở của quý vị người ta nói gì khi nhục mạ kẻ khác chưa ở ấn độ chúng tôi nói đồ con chó đồ con heo đồ con lừa bởi vậy trong trường hợp này con chó con heo con lừa là ý tôi nhục mạ người đó một trường hợp khác khi tôi thấy đứa cháu tôi chạy tới sau khi nó chơi trong sình đất và làm bẩn quần áo tôi nói đồ chó đồ heo đồ lừa cũng cùng những lời đó tôi đã dùng chúng với cùng hành động lời nói thì đó cùng một hành động nhưng từ góc độ của tâm thì hai dụng ý khác nhau một trời một vực. Khi tôi dùng những ngôn từ này với kẻ thù thì nó đầy những ác ý. Khi tôi cũng dùng ngôn ngữ này cho cháu tôi thì nó đầy những thiện ý. Thiên nhiên chú trọng đến tâm ý chứ không phải việc làm hoặc lời nói. Kết quả mà quý vị nhận lãnh, cái trái mà quý vị gặt hái tùy thuộc vào tâm ý chứ không phải tùy thuộc vào lời nói hay vào hành động của thân. Một ví dụ khác, một người giàu kia có rất nhiều tiền, nhiều đồ trang sức, vân vân và người đó đi một mình qua một khu rừng. Có một tên cướp đi ngược chiều, tên cướp khám phá ra người đàn ông này có rất nhiều tiền và hắn muốn cướp. Người giàu có này không muốn bị mất tiền và nói không, tên cướp nổi giận, rút dao ra và đâm vào bụng người này và kết quả là ông ta chết. Đó là một trường hợp. Một trường hợp khác, có một người bị loét bao tử rất là đau đớn. Bác sĩ chữa bằng nhiều cách nhưng không thuyên giảm. Cuối cùng, bác sĩ giải phẫu nói: "Trà như vậy thì tôi phải mổ." cắt vết loét đi thì có thể ông sẽ bớt đau. Được rồi, ông cứ mổ đi. Rồi người đó được đưa vào nằm trên bàn mổ, trong phòng mổ. Bác sĩ giải phẫu lấy con dao ra, thọc vào bụng bệnh nhân và chẳng may lần này bệnh nhân chết. Người bác sĩ và tên cướp cùng làm một hành động ở mức độ thân thể. Cả hai cùng dùng dao đâm vào bụng một người và kết quả là người đó chết. Bây giờ đối với thiên nhiên hoặc với thượng đế toàn năng thì cả hai đều nhận lãnh cùng một kết quả ư. Ồ không, dụng ý của tâm mới thật là quan trọng ý đồ của tên cướp thì đầy những ác ý nhưng dụng ý của ông bác sĩ thì đầy những thiện tâm thiên nhiên chỉ chú trọng đến động cơ của tâm dụng ý của tâm và quả của hành động thì phù hợp với dụng ý đó không hề sai chạy nền tảng căn bản của tâm là gì nền tảng của tâm mới quan trọng hơn dụng ý của tâm quan trọng hơn cả hành động của thân và của lời nói bởi vậy chúng ta hãy hết sức cẩn trọng về tâm và dụng ý. Vì thế ta phải hiểu tâm là gì và tâm hoạt động ra sao? Vipassana sẽ giúp quý vị. Hãy hiểu rằng toàn thể phương pháp là chia cắt, mổ xẻ, phân tán, làm tan rã toàn thể cơ cấu thân xác này. Quý vị không phải làm gì cả. Quý vị chỉ quan sát, quan sát và quan sát. Thiên nhiên sẽ bắt đầu chia cắt, mổ xẻ, phân tán, chia cắt, mổ xẻ, phân tán khởi đầu quý vị sẽ gặp phải những kinh nghiệm rất thô thiển, chắc đặc, mãnh liệt chân thân thể. Nhưng rồi từ từ chúng sẽ bắt đầu tan rã, tan rã, tan rã. Quý vị tiến tới một giai đoạn không còn gì ngoài sự luân lưu thông suốt của những rung động rất vi tế, một sự luân lưu thông suốt của năng lượng hết sức vi tế, hết sức vi tế. Cũng tương tự, tâm được chia cắt, mổ xẻ, phân tán. Bậc đã hoàn toàn giác ngộ đã khảo sát toàn thể cơ cấu thân và tâm chia cắt, chia cắt cơ cấu thân xác. Ngài đạt tới giai đoạn mà trong đó vi tử nhỏ bé nhất, ngài gọi là atta kalapa, do tám thứ hợp thành, không thể chia cắt hơn nữa. Cũng tương tự cho tâm, chia cắt, chia cắt, chia cắt tâm ý ra, chia cắt mổ xẻ, ta đạt tới giai đoạn ta thấy rằng có 121 loại tâm, 52 loại nội dung của tâm được gọi là tâm đi kèm hay tâm sở mọi tâm đều nảy sinh cùng với loại tâm sở này hay tâm sở khác. Ở giai đoạn này, khi quý vị mới chập chững ở lớp mẫu giáo của Vipassana, cho nên không có lợi ích gì phải nhớ 52 loại nội dung của tâm và 121 loại tâm. Bây giờ chỉ cần nhớ 4 phần chính của tâm. Quý vị có thể hiểu chúng và hiểu cách hoạt động của chúng ra sao. Quý vị sẽ chứng nghiệm được chúng. Điều này rất hữu ích. 4 phần chính của tâm phần thứ nhất của tâm theo ngôn ngữ thời đó đức phật gọi là vinh nhan à dịch gần sát nghĩa nhất là hay biết công việc của phần thứ nhất của tâm phần thức là để hay biết sáu giác quan của chúng ta gồm có mắt tai mũi lưỡi thân và tâm sáu giác quan đó có sáu vinh nhan sáu sự hay biết hay sáu thức riêng biệt sáu thức ở mắt tai mũi lưỡi thân ý đó là nhãn thức nhĩ thức tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Khi có vật gì tiếp xúc với bất kỳ cửa giác quan nào, một âm thanh tiếp xúc với cửa giác quan của tai, thì nhĩ thức sẽ phát sinh một hình thể màu sắc, ánh sáng tiếp xúc với cửa giác quan của mắt, thì nhãn thức sẽ phát sinh một mùi tiếp xúc với mũi, thì tỷ thức sẽ phát sinh một vị tiếp xúc với lưỡi, thì thiệt thức sẽ phát sinh cái gì cụ thể tiếp xúc với cơ thể thì thân thức sẽ phát sinh. Một ý nghĩ, một cảm xúc tiếp xúc với tâm thì ý thức phát sinh. Công việc của sáu thức này là hay biết những gì vừa xảy ra. Nhĩ thức, một âm thanh vừa tiếp xúc với tai. Nhĩ thức sẽ phát sinh. Xem kìa một cái gì đó đã xảy ra. Ngay thức khác một phần khác của tâm xuất hiện. Theo ngôn ngữ vào thời đó, phần đó được gọi là Sanya. Dịch gần sát nghĩa nhất là nhận định công việc của nó là nhận định một âm thanh vừa chạm vào tai phần thứ nhất của tâm sẽ nói một cái gì đó vừa xảy ra tại cửa thính giác chỉ vậy thôi phần thứ hai sẽ cố nhận định cái gì đã xảy ra lời nói lời nói gì lời chê bai hoặc lời khen ngợi nó nhận biết dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ dựa trên những điều kiện trong quá khứ và trên tất cả ký ức trong quá khứ nó nhận biết Chẳng những nó nhận biết mà nó còn đánh giá. Lời chê bai, ô xấu xa quá. Lời khen ngợi, à tuyệt quá. Khi phần thứ hai vừa làm xong nhiệm vụ thì phần thứ ba bắt đầu hoạt động. Ngôn ngữ thời xưa gọi phần này là Vedana, là cảm giác. Cảm nhận được cảm giác trên cơ thể. Khi sự đánh giá vừa xong rằng đó là những lời khen và lời đó hay ho, quý vị để ý sẽ nhận thấy một dòng luân lưu những rung động vi tế và dễ chịu khắp chân thân có một dòng luân lưu những rung động dễ chịu bởi vì sự đánh giá rằng đó là những lời tốt đẹp với những lời chê bai thì sự đánh giá được đưa ra là xấu xa và quý vị sẽ thấy có một luồng cảm giác rất khó chịu trên thân thể phần thứ ba của tâm thể nghiệm những cảm giác trên người hoặc là dễ chịu hoặc là khó chịu và rồi ngay tức khắc phần thứ tư của tâm xuất hiện theo ngôn ngữ thời xưa nó được gọi là sankara Công việc của nó là phản ứng. Hãy nhớ chữ này. Tôi sẽ dùng chữ Sankara nhiều lần trong 6 ngày tới đây. Sankara chính thật là động lực của tâm, là phản ứng của tâm. Nó tựa như là một tập hợp của các động tác. Phần đầu, hay biết không phải là một động tác. Nó sẽ không tạo ra quả. Sự nhận biết không phải là một động tác. Nó cũng không tạo ra quả. Cảm nhận không phải là một động tác. Nó không tạo ra quả nhưng sangkara phản ứng là một hành động phản ứng tạo ra quả bởi vì quý vị luôn luôn lặp đi lặp lại lời khen ngợi cảm giác dễ chịu và phần này của tâm luôn lặp đi lặp lại tôi muốn nó tôi muốn nữa tôi muốn nữa lặp đi lặp lại với tâm ham muốn ham muốn ham muốn bám víu liên tục ham muốn bám víu ham muốn bám víu lời chê bai cảm giác khó chịu phần này của tâm phản ứng bằng ghét bỏ oán hận tôi không thích tôi không thích nó tôi muốn vứt bỏ nó đi ghét bỏ ghét bỏ ghét bỏ không ngừng không ngừng ghét bỏ sankara là chủ ý của tâm đưa tới hành động của tâm và hành động này sẽ mang lại quả sankara của quý vị sâu tới đâu hạt giống mạnh như thế nào chất lượng của sankara như thế nào thì quả của nó sẽ đến như thế ấy có ba loại sankara chúng ta luôn luôn tạo ra ba loại sankara Hãy khoan nói đến những Sankara thiện và bất thiện, thì sẽ có ba loại Sankara. Loại thứ nhất, giống như một lần vạch trên nước. Quý vị vừa vạch xong thì nó bị xóa ngay. Cứ vạch xuống thì bị xóa đi. Loại thứ hai, giống như làn vạch trên cát tại bờ biển. Vào buổi sáng, quý vị vạch một lần trên mặt cát. Chiều đến nó bị xóa đi. Loại thứ ba, giống như một vạch khắc trên đá bằng một cây đục và cái búa, một đường hằn sâu. Phải mất nhiều năm mới có thể xóa đi được loại thứ ba này rất là nguy hiểm đây là loại mà chúng ta vẫn cứ tạo ra khi chúng ta luôn lặp đi lặp lại sự tức giận tức giận tức giận oán hận oán hận oán hận đam mê đam mê đam mê sợ hãi sợ hãi sợ hãi lo lắng lo lắng lo lắng băn khoăn chán nản chúng ta luôn lặp lại những bất tịnh này lặp đi lặp lại càng ngày chúng càng đi sâu hơn sâu hơn sâu hơn và kết quả của chúng cũng sâu không kém loại thứ ba này tạo ra nhiều khổ đau hơn hai loại đầu quý vị sẽ càng lúc càng hiểu nhiều hơn khi thực tập phương pháp thiền này quý vị sẽ hiểu cách vận hành của tâm bốn phần này của tâm sự liên hệ của chúng với thân và sự tương quan giữa tâm và thân làm thế nào một người tiếp tục ảnh hưởng đến người khác làm thế nào ta bị ảnh hưởng bởi người khác làm sao sankara mà tôi tạo ra này trở nên sâu hơn sâu hơn sâu hơn bằng cách nào nếu tôi cảnh giác hơn chú tâm hơn có ý thức hơn chúng sẽ không đi sâu và tôi thoát khỏi đau khổ điều này sẽ càng ngày càng trở nên rõ ràng hơn cả ngày quý vị tạo hết sankara này đến sankara khác mỗi lần có gì xảy ra sâu tận bên trong thì có một vài cảm giác mà quý vị phản ứng hễ có cảm giác là quý vị phản ứng quý vị làm như vậy từng giây từng phút ban đêm khi đi ngủ và quý vị cố nhớ lại mình đã tạo ra bao nhiêu sankara trong ngày vô số sankara quý vị không thể nhớ hết chúng được quý vị sẽ chỉ nhớ được một hay hai sankara đã gây ấn tượng sâu đậm trong tâm ồ oh, hôm nay tôi làm điều này mà đáng lý ra tôi không nên làm tôi đã phản ứng như thế này mà đáng lý ra tôi không nên phản ứng như thế chỉ một hay hai thôi và cuối tháng quý vị cố nhớ lại những sankara sâu đậm này mỗi ngày một hay hai lần, tới cuối tháng không phải ba mươi hay sáu mươi lần, cuối tháng chỉ nhớ được một hay hai lần, và cuối năm cũng thế, chỉ một hay hai lần, những lần sâu đậm nhất trong năm. Tương tự như vậy, vào cuối cuộc đời, dù quý vị có muốn hay không, một vài sankara sâu đậm nhất sẽ hiện lên trên bề mặt của tâm. Vào lúc quý vị chết, đúng giây phút đó, tâm thức ngay lúc đó sẽ mang loại sankara này tâm kế tiếp là đứa con đẻ của tâm này tâm đầu tiên của cuộc đời kế tiếp là con đẻ của tâm cuối cùng của cuộc đời này cha nào con nấy nó sẽ mang tất cả những tính chất tốt hay xấu nếu cái tâm cuối cùng đầy những sạn và đá thì cái tâm kế tiếp tức là cái tâm đầu tiên của sự tái sinh cũng sẽ đầy những sạn và đá sẽ chỉ là đau khổ chẳng có gì ngoài sự đau khổ và nếu tâm cuối cùng của cuộc đời này đầy những chất bơ nhẹ nhàng thì tâm kế tiếp sẽ tự động đầy những chất bơ, nó là sản phẩm của tâm cuối cùng, tâm cuối cùng rất là quan trọng. Vậy có nghĩa là ta phải tập để chết như thế nào? Chết trong nụ cười. Và đây là điều mà thiền Vipassana dạy cho quý vị. Dĩ nhiên là mọi người đều phải chết, ngay cả thiền sinh Vipassana cũng phải chết. Nhưng chúng tôi nhận thấy rằng bất cứ người nào đã vững mạnh trong Vipassana, dù chỉ chút ít các thiền sinh đó khi họ chết chỉ có một người là còn chút ít nghi ngờ ngoài ra trong số hàng trăm người đã chết không có người nào chết trong sự vô ý thức không một ai chết trong khóc lóc hay sợ hãi tất cả đều chết một cách tỉnh táo với nụ cười ồ cái chết đang tới đang tới đang tới đang tới với cảm giác này đang tới đang tới đã qua đi vậy thì đã sao nào hãy quan sát tại sao lại khóc đây là một sự thăng cấp, không phải là một sự giáng cấp. Người ta khóc lóc bởi vì họ nghĩ đây là một sự giáng cấp, là một hình phạt. Khi đó là một sự thăng thưởng thì không có khóc lóc. Họ ra đi để đến một nơi tốt hơn, họ được thăng chức. Một thiền sinh Vipassana không bao giờ khóc trong giờ chết. Anh ta học nghệ thuật chết. Và nghệ thuật chết chỉ hoàn hảo nếu anh ta học được nghệ thuật sống. Nếu khi sống quý vị khóc lóc cả cuộc đời và rồi đến khi chết quý vị muốn cười thì không thể được. Bởi vậy quý vị phải học cách để cười suốt cuộc đời. Nghệ thuật sống sẽ trở thành nghệ thuật chết. Nghệ thuật sống, đây là những gì quý vị đang học bây giờ. Mọi sự xảy ra bên ngoài tạo ra các cảm giác bên trong. Phần đầu sẽ hay biết cái gì đó đang xảy ra. Phần thứ hai sẽ đánh giá và sự đánh giá sẽ chuyển cảm giác thành dễ chịu hoặc khó chịu. Nếu quý vị huấn luyện tâm để nó không bị ảnh hưởng bởi những cảm giác này, dễ chịu hoặc khó chịu, không phản ứng với những cảm giác này, dễ chịu hay khó chịu, thì quý vị đang thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm ở tầng lớp sâu thẳm nhất. Cho dù quý vị có phản ứng thì Sankara cũng không đến nỗi quá sâu, bởi vì quý vị sẽ không lặp đi lặp lại phản ứng đó, quý vị sẽ tỉnh ngộ. Dĩ nhiên bây giờ mới chỉ là bước đầu hầu hết trong một tiếng đồng hồ quý vị sẽ đập đi lặp lại cái sankara này ôi sao mà đau quá thiền gì mà kỳ vậy đau quá chừng tôi đâu có muốn bị đau quý vị đang lặp đi lặp lại các phản ứng thói quen cũ vẫn còn đó nhưng cũng có đôi lần quý vị nói được rồi để xem cái đau này tồn tại bao lâu nếu tôi không phản ứng tôi sẽ không tạo ra sankara ghét bỏ hãy để tôi chỉ quan sát mà thôi những khoảnh khắc này là những khoảnh khắc tuyệt vời khi quý vị chỉ quan sát mà thôi quý vị ngóc đầu lên khỏi mặt nước rồi quý vị lại bắt đầu phản ứng đầu của quý vị lại chìm dưới mặt nước và quý vị chẳng biết mình đang trôi giạt về đâu một lúc sau nữa quý vị lại ngóc đầu lên khỏi mặt nước những khoảnh khắc mà quý vị ngóc đầu khỏi mặt nước là những khoảnh khắc tuyệt vời những khoảnh khắc này sẽ trở thành vài giây và vài giây sẽ trở thành vài phút và cứ như thế, từ từ, quý vị thay đổi tình thế. Quý vị thay đổi khuôn mẫu thói quen của tâm mình, quý vị sẽ thoát khỏi đau khổ. Mỗi lần quý vị phản ứng và tiếp tục phản ứng lâu hơn, quý vị thấy rằng mình chỉ đắm chìm trong đau khổ, đang đắm chìm trong đau khổ. Hãy thoát ra khỏi đau khổ, thoát ra khỏi nỗi bất hạnh. Phương pháp tuyệt diệu đã có sẵn đây và quý vị đã đến đây để thực hành, để tu tập. Sáu ngày còn lại thật là tuyệt vời hãy cố gắng tập cho thuần thục kỹ thuật này và tận dụng nó trong suốt cuộc đời hãy tận dụng nó sáu ngày còn lại rất là giá trị đối với quý vị mọi khoảnh khắc đều quý giá phương pháp thực hành tuyệt diệu đã có sẵn đó con đường giải thoát đã có sẵn đó định luật đã có sẵn đó thiên nhiên đã có sẵn đó thực tại đã có sẵn đó hãy tiếp tục quan sát quan sát quan sát hãy tận dụng thời giờ quý báu hãy tận dụng cơ hội này hãy tận dụng những gì quý vị đang có ở đây. Hãy tận dụng tham ma huyền diệu, một kỹ thuật tuyệt vời để thoát khỏi khổ đau, để phá vỡ màn vô minh, khiến ta liên tục tạo ra hết sankara này đến sankara khác, hết sankara này đến sankara khác. Hãy thoát khỏi sự ràng buộc này, hãy tự giải thoát và tận hưởng an lạc thật sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thật sự, hạnh phúc thật sự. serve <speaking in foreign language> seve